Xin chào mọi người, hiện tại thì Cát cùng với đoàn phim là đang quay ở tại một cái nghĩa địa. Thì sáng giờ thì anh em ngồi nói chuyện nhau thì cứ bảo hỏi Cát là Cát có sợ ma không, hay là kiểu có bao giờ thấy ma chưa. Thì thực sự là Cát chưa bao giờ chứng kiến được, nhưng mà thực sự là bản thân mình rất là sợ. Nhưng mà Cát thấy là phải sợ ma thì đóng phim ma nó mới chuẩn. Thấy ma chưa qua? Có chứ anh. Hả? Em phải chết. Đâu được gọi là ma. Em nhớ không? Mình gọi là ma là thấy hợp là theo mình luôn. Khách. Đúng rồi. Có thể nói là mình không hề sợ ma, cũng không hề nghĩ là có ma trên đời. Mặc dù là mình nghe rất là nhiều câu chuyện về ma quỷ, về gọi hồn hay các kiểu, nhưng mà chưa bao giờ mình tin là có ma hay là tồn tại những cái thứ liên quan tới tâm linh. Hồi trước tới nay thì Lý Hải đi lưu diễn từ Nam chí Bắc, từ trong nước ra tới nước ngoài, và hầu như Lý Hải chỉ thích ngủ một mình trong phòng, chứng tỏ là Lý Hải không bao giờ sợ một cái điều gì đó. Cái là một người hơi yếu bóng vía, đi gì mà tối mà chỉ cần có trời sụp tối tí xíu mà nghe tiếng động hay là cái gì á là kiểu như là cực kỳ sợ luôn. Và kiểu nhiều lúc mình thấy, nhiều lúc mình hèn dễ sợ luôn á. Em thấy nhiều khách lắm. Thiệt luôn hả? Là sao? Khách đâu? Trên phim á. Không, ý nói nè, em đã từng thấy khách ở ngoài đời thiệt chưa? Chưa. Còn cái chuyện trên phim là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng mà chưa, tại em cũng nghe đồn thôi chứ cũng chưa được thấy bao giờ. Chưa gặp ngoài giờ, nhưng mà bị bóng đen này giờ rồi gặp trong mơ á. Thì đó là đêm đầu tiên Jay nghỉ lại tại một cái hang. Trong cái buổi tối đầu tiên đó là Jay đã mơ thấy mình bị bóng đè, và có một người, một cái bóng của một người đàn ông mặc bộ trang phục lính Mỹ chui vào trong cái lều mà Jay nằm cạnh mình, nhưng mình không thể nào nhúc nhích cử động được, mình cũng không thể nào quẫy lại được. Tại em nhớ hồi nhỏ cũng phải là tầm cũng cấp 2 rồi, là đi từ nhà bác về đó, là đi bộ về đó, cảm giác cứ có kiểu như là có ai đằng sau đó. Nhưng mà quay lại thì lại không thấy. Xong lại quay đi, tiếp đi thì lại cảm giác vậy. Xong lại quay lại thì lại không thấy ai. Có bữa một lần Lý Hải rất là thích đi xem ca nhạc ngay chỗ ở ngã ba đầu đường, nhưng không thấy nào đi ra ngoài đó. Mà từ nhà mà Lý Hải mà muốn đi ra ngay đầu đường phải băng qua cái nghĩa địa. Mà bắt đầu tiếng đàn ở ngoài đó nó dội lên là mở màn rồi, không biết làm sao ra. Thế là cấm đầu cấm cổ chạy, và cấm đồ cấm cổ 1, 2, 3 phải chạy cho ra ngoài đó được. Đương nhiên là khi mà chạy cho buổi tối các bạn sẽ biết rồi, chạy dấp té, thế là quay trở về cho nó an toàn. Các đang đi bộ trên đường, là cái đường đó nó tối lắm nhưng mà rất là ít đèn, xong rồi cái không có một ai hết á, thì các là cũng đã rất cẩn thận, là kiểu như là bố mẹ dặn là lúc nào cũng ra đường con gái con đứa phải cẩn thận những chỗ vắng. Thì hôm đó là các đi là kiểu cứ mò đi, cố gắng đi về nhà. Thì tự nhiên các đang đi, cái tự nhiên các nghe có một âm thanh giống như là ai đang đứng kế bên mình á mà thổi vô tai vậy đó. Xong rồi cái thực sự là cái cảm giác lúc đó là không thể nào diễn tả được, bởi vì cách quay qua một cái thì mình rõ ràng mình cảm giác được là có ai đứng kế bên mình thổi vào tai mình luôn. Và nó không phải là gió, nó là cái gì đó mà cách không giải thích được. Nhưng mà khi mà cách quay lại thì không có ai hết á. Lúc đó Hoàng Mèo đi diễn ở cái chỗ đó là cũng hơi xa xôi, là trên một cái vùng cao. Thì khi mà bước vô khách sạn á thì có một ông anh nói là em bước vô phòng mày phải chào nha. Tự nhiên mình ngạc nhiên nói ủa sao tự nhiên bước vô phòng lại chào. Cái mình mới nghĩ là chắc có khách. Tối mà ngủ anh nhớ luôn, anh nằm ngủ đây, kế bên anh là cái người tài xế, còn cái giường bên kia là một ông anh của anh. Tối ngủ mắt liêm diêm, hơi mơ màng xíu thì thấy nguyên một người phụ nữ ngồi trên cái đầu giường. Theo trí tưởng tượng của Duy Quân thì mặt con ma sẽ là một ánh mắt vô hồn cộng thêm một cái khuôn mặt không một giọt máu, nó sẽ là tái nhợt đi. Em nghĩ là sẽ mặt tái mắt mắt có máu, dữ tợn, máu rồi mặc đồ trắng ghê, già tóc dài xõa không nhuộm, tóc đen xõa không nhuộm,
Tóc đen. Đó, à, là truyền thống. Là truyền thống. Đó, cái hình như là cái đó. Thì đó là... trong ma hầu như khách cái khách là mà... ai cũng có một cái hình tượng vậy đó. Cái kiểu, cái giống như là cái kiểu, cái phục trang bắt buộc khi mà khách xuất hiện là phải vậy đúng không? Thì đối với cát á, thì ma chắc có thể là kiểu không đi bình thường nhưng mà lơ lửng rồi nguyên một người là bộ trắng hết và tóc xõa hết xuống mặt. Và kiểu như là mình sẽ không nhận diện được khuôn mặt cũng như là không thấy họ bước đi như thế nào, cứ lơ lửng trên không trung. Trong trí tưởng tượng Lý Hải thì không, Lý Hải chưa biết được là cái ma như thế nào, nhưng mà hồi nhỏ thì tưởng tượng của mình là đang đi sẽ có một cái bóng đen nào đó sẽ đi sau lưng mình, đừng quay trở lại là nó mất. Nhưng mà khi mà lớn chút xíu mình phát hiện là dưới quê hay có những trường hợp đó đang đi có cái bóng đen quờ sau lưng mình, quán quay trở lại mình thấy cái bóng đồng quán mình chạy, nhưng mình về mình suy nghĩ kỹ lại, ở dưới quê nó hay có những cái tàu lá chuối qua ánh trăng nó phất phơ nó tạo cảm giác ảo, mình khiếu mà lúc đó mình đang quýu á mình nhìn không kỹ mà thấy ai nhúc nhích là mình bỏ anh chạy, thật ra đó chỉ những tàu lá hoặc những thân cây. Nhưng mà tốt nhất là đừng bao giờ hỏi là bạn đã gặp ma chưa, à, bởi vì có thể nghĩ có là sẽ có, nghĩ không nó sẽ không. Tốt nhất đừng bao giờ hỏi ai gặp ma chưa. Khách có thật hay là khách không có thật thì phải làm sao? Đơn giản ra rạp xem phim Lật Mặt 4. Khách tới nhà vào ngày 12 tháng 4. Đúng. Thì đúng đó, ngày đó ra coi. Trời ơi, tối nhà 12 tháng 4.